Đấy, sau khi làm xong cái chiếc tủ này nhá, để chưa nhỉ? Bây giờ mình muốn làm cái chuyển động cho nó nhé, chuyển động cho nó đẹp thôi. Thì sử dụng cái công cụ có tên là DBC này, Move Rotate, Rotation, là vừa di chuyển vừa xoay. Đấy, bấm vào đây này, nhấn vào đây này, mở ra này, đó, nhìn không? Đó, mở đây, đó, ngăn kéo này. Đấy, thụt vào này, thụt ra này, được chưa? Đấy, được chưa nhỉ? Đó, được chưa? Đóng vào, đấy, đúng nhỉ? Đấy. Được chưa? Đấy. DBC. Đấy. Được chưa? Cái này sẽ gửi, plugin này sẽ gửi lên trên nhóm nhé. Vâng. Hoặc là ai đứng cóp nhé. Thì cách làm của nó khá là đơn giản thôi. Đây, ví dụ đây cái tủ đây nhé. Cái tủ mình đã vẽ xong. Cái cửa này chưa thể xoay ra xoay vào được. Thế bây giờ muốn cho nó xoay ra thì sử dụng đầu tiên nhé. Chọn đối tượng này. Xong nhấn vào cái công cụ như kiểu này setting này. Bấm vào đây. Chọn nếu xoay vào, xoay mở ra mở vào thì phải chọn cái thằng Engine bên dưới này. Engine này. Sau đó chọn cạnh nhé, tức là cạnh mà nó bấm vào Select này nhé, chọn cạnh nó chứa cái bản nề ấy, ví dụ bản nề của mình là ở cạnh này thì mình bấm vào cạnh này, nếu bản nề cạnh này thì mình phải bấm cạnh này, hiểu không nhỉ? Đấy, mình chọn cạnh này xong chưa, bởi vì mình đang chọn đối tượng này mà. Đó, em về nhé, được chưa? Sau đó tắt nó đi, sau đó nhấn vào cái cụ của bàn tay này nhé để xoay, bấm vào đây nháy một phát đưa ra đây đấy, xoay đến góc nào thì mình đưa đến góc đấy, sau đó nhấn chuột phải vào đây chọn cái thằng có tên là đây DBC Move Rotation Open Close, hiểu nhỉ? Đấy, chọn cái Open, anh nhìn chỗ này không? Open đấy, hiểu nhỉ? Nhấn chuột phải nó nhé, chọn Open đấy, thế là xong rồi. Thế bây giờ mình bấm vào đây này, đó, xong chưa? Mở ra, mở vào đấy. Bây giờ em làm cánh thứ hai cho anh mọi người xem nhé. Chọn này được chưa? Chọn cánh này, nhấn vào cái công cụ cài đặt này nhé. Đấy, chọn cái thằng Hedgehog này nhé. Được chưa? Bấm vào Select nhé. Xong nhấn chuột vào cạnh là bản này ấy nhé. Đấy, được chưa? Xong tắt nó đi. Xong bấm vào đây. Đấy, Move Join này. Bấm vào đây, đưa ra, mình mở tầm nào, mình đưa tầm đấy thôi. Đấy, sau đó nhấn chuột phải vào đây. Chọn DBC, Move Rotation. Chọn Set Not Open. Xong chưa? Xong bấm vào đây, nhấn vào đây. Đấy, mở ra, mở vào, xong chưa? Rồi, đấy, đấy đấy là đối với cánh nhá. Còn đối với cái ngăn kéo này, hộp kéo này thì mình lại đưa ra đưa vào. Thì muốn đưa ra đưa vào thì chúng ta lại cũng chọn nó này. Xong nhấn vào công cụ setting này, cài đặt này. Đấy. Chọn cái thằng slider này nhá. Xong rồi xác định cạnh, ví dụ cạnh đưa ra đưa vào thì mình phải chọn cạnh ngang này. Hiểu không nhỉ? Chọn cái cạnh ngang này, bấm vào select nhá. Chọn cạnh ngang này, nhìn không, chứ không phải chọn cái dọc này nhé, dọc này đi lên đi xuống, mình chọn cạnh ngang này này, đấy có nhiều mũi tên chỉ ra này, nhìn không? Đấy, xong tắt nó đi thôi, xong bấm vào bàn tay này, đưa ra, mình đưa ra tầm nào, đưa ra tầm này, mình đưa ra tầm này, xong chưa nhỉ? Mình nhấn chuột phải nó chọn Open, được chưa nhỉ? Tương tự vậy thôi. Đấy, kiểm tra này, bấm vào đây đó, xong chưa? Đưa ra đưa vào nhá. Em làm nốt hai ngăn kéo còn lại nhé. Đây, ngăn kéo này cũng vậy, bấm vào đây chọn cài đặt. Đấy, chọn cái hàng đầu tiên này nhé, slider, bấm vào select, nhấn vào phương. Đấy, phương đi ra đi vào mà, bấm vào đây tắt nó đi thôi, xong chưa? Xong nhấn vào cái bàn tay này này, đưa nó ra tập này, xong chưa nhỉ? Xong nhấn chuột phải nó chọn open, được chưa? Đấy, mình kiểm tra này, đó, xong chưa? Rồi, cái cuối cùng làm tương tự vậy thôi, chọn nó này, nhấn vào ok này, chọn slider này, chọn select này, nhấn vào cái phương này, xong chưa? Đấy, tắt nó đi, sau đó nhấn vào bàn tay này, đưa nó ra tầm này, xong chưa? Không, nhấn chuột phải nó nhé, đưa ra phát này, nhấn phải chọn open. Đấy, xong kiểm tra này, xong chưa? Đấy, như vậy mình đã ok rồi, bấm vào thằng nào đấy, thằng ấy ra luôn. Đấy, bấm phát nó ra này, xong chưa? Xong chưa? Đấy, cánh tương tự vậy, bấm phát này, nhưng mà cái công cụ này bấm vào cái plugin này này, đấy, copy gửi nhá, copy gửi đấy. Đấy, được chưa? Đấy, chuyển động cũng khá đẹp, mình mở ra cho khách hàng xem, hiểu nhỉ? Bên trong cấu tạo nó như thế nào nhá. Đấy, nhưng ok, là mình cũng phải vẽ chi tiết từ trong ra ngoài. Đúng rồi, mình phải vẽ chi tiết từ trong ra ngoài chứ.